Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Một phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện ở Quảng Trị bị đâm trọng thương tại phòng làm việc. Ngày 3 tháng 5, tin từ Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đâm trọng thương là phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ. Thông tin ban đầu khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 5, Công an huyện Cam Lộ nhận được tin báo ông NVQ là phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ bị đâm trọng thương nên đã đến hiện trường. Nạn nhân bị đâm khi đang ở trong phòng làm việc tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ thuộc địa bàn xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Sau khi xảy ra sự việc, một số vật dụng trong phòng làm việc của ông NVQ bị ngã đổ, nhiều vết máu xuất hiện ở dưới sàn nhà, bàn làm việc. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng có một số vết thương ở vùng bụng, hông, bả vai. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây án là một người đàn ông. Hiện Công an huyện Cam Lộ đã tạm giữ nghi phạm và đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Phó trưởng Công an phường bị kẻ có dấu hiệu tâm thần đâm tử vong. Vào sáng 13 tháng 1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khống chế bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 1999, tại Kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, thành phố Huế, ngay sau khi gây án để điều tra xử lý theo pháp luật. Thông tin ban đầu tối 12 tháng 1 tại Kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, thành phố Huế, đối tượng Nguyễn Tấn Sang có dấu hiệu bị tâm thần, chặn xe, gây gỗ, đe dọa người đi đường. Ngay khi nhận tin báo của người dân, Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Phát hiện tổ công tác, đối tượng Sang chạy vào nhà, rồi bất ngờ trở ra, dùng hung khí tấn công Đại úy Hùng. Thấy đối tượng manh động và liều lĩnh lại sử dụng hung khí nguy hiểm, ngay lập tức, Đại úy Hùng lao vào khống chế đối tượng. Trong lúc khống chế, Đại úy Hùng bị đối tượng Sang tấn công liên tiếp vào vùng cổ. Sau đó, tên này tiếp tục tấn công tổ công tác. Ngay khi vụ việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh này, nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo đưa Đại úy Trần Duy Hùng vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, Đại úy Hùng đã tử vong. Đối tượng Nguyễn Tấn Sang bị khống chế bắt giữ để điều tra làm rõ. Thượng úy công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Trước đó, vào ngày 17 tháng 11 năm 2023, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, khi đang áp sát đối tượng nghi vấn mua bán ma túy, đã bị tấn công trọng thương. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng 11 năm 2023, Thượng úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, huyện Nghi Xuân, thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, trú tại thôn 1 xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, bất ngờ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Trần Trung Hiếu, bị trọng thương, đồng chí Hiếu gục xuống, nhưng đối tượng Bảo tiếp tục tấn công. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an xã Xuân Hồng cùng người dân nhanh chóng đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, sau đó chuyển tiếp sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Ngày 16 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo về hành vi giết người. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, mặc dù được các bác sĩ tận tình nỗ lực cứu chữa, người thân và đồng đội hết lòng chăm sóc, nhưng do bị thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu, sinh năm 1992, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã không qua khỏi. Thượng úy Trần Trung Hiếu hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, đồng chí đồng đội và người dân. Những ngày qua, nhiều cán bộ chiến sĩ công an Hà Tĩnh, Nghệ An và người thân, người dân hiến máu để cứu Thượng úy Trần Trung Hiếu. Mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tận tình nỗ lực cứu chữa, đồng đội, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc, nhưng do vết thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh lúc 6 giờ 35 phút ngày 17 tháng 11 năm 2023. Thi thể Thượng úy Trần Trung Hiếu đã được người thân, đồng đội đưa từ bệnh viện về quê nhà tại tổ dân phố Thanh Chương,
thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Thượng úy Trần Trung Hiếu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền. Từ nhỏ, Thượng úy Hiếu đã mơ ước được khoác lên mình màu áo của lực lượng công an nhân dân để giữ gìn bình yên cho cuộc sống. Thượng úy Hiếu đã cố gắng học tập và thi vào trường trung cấp an ninh. Sau khi tốt nghiệp, Thượng úy Hiếu được phân công về công tác tại đội cảnh sát hình sự công an huyện Nghi Xuân. Đến năm 2017, Thượng úy Hiếu thi đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành điều tra hình sự. Vừa học vừa làm, đến tháng 7 năm 2018, thực hiện chủ trương về điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Thượng úy Hiếu xung phong về cơ sở, được điều động về công tác tại công an xã Xuân Hồng. Thượng úy Hiếu là một trong ba cán bộ chính quy đầu tiên của công an xã Xuân Hồng. Xã Xuân Hồng cũng là địa phương đầu tiên của huyện Nghi Xuân bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Hoàn cảnh của Thượng úy Hiếu rất khó khăn, chưa có nhà riêng. Lâu nay, Thượng úy Hiếu cùng vợ và hai con nhỏ sinh sống tại nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Con đầu 3 tuổi sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm do sinh thiếu tháng. Con út mới 10 tháng tuổi. Vợ đang làm hợp đồng điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân. Bắt giữ đối tượng đâm tử vong trung úy công an ở Thái Bình. Ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, chiều tối ngày 23 tháng 9 năm 2023, Công an tỉnh Thái Bình đã chính thức thông tin về vụ việc trung úy Đỗ Văn Tú, sinh năm 1998, công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, bị đâm tử vong trong khi thực hiện nhiệm vụ ở thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Sau 14 giờ khẩn trương truy tìm, Ban chuyên án Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được đối tượng tấn công tử vong trung úy Đỗ Văn Tú là Võ Tiến Mạnh, sinh năm 2002, quê quán xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Trước đó, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023, đang trong ca trực, Trung úy Đỗ Văn Tú nhận tin báo của quần chúng nhân dân ở tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, về việc trên địa bàn xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản. Trung úy Đỗ Văn Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp cận đối tượng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã bị đối tượng nghi vấn bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm, bỏ trốn sau khi gây án, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng phương tiện, tập trung điều tra, tổ chức truy xét nóng đối tượng, đồng thời phối hợp với lãnh đạo y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu Trung úy Đỗ Văn Tú. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Trung úy Đỗ Văn Tú đã không qua khỏi. Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú tổ chức tang lễ theo nghi thức công an nhân dân và phong tục tập quán của địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề nghị thực hiện chế độ chính sách đối với Trung úy Đỗ Văn Tú theo quy định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.